Hello xin chào anh em, mình là Thiên Thái, Kip Video và Ngọc Phương. Hôm nay mình sẽ chơi game lần đầu tiên này, đó chính là cái game Kuro no Oni. Ok, đây là Kuro no Oni này, mình sẽ có thể chơi trong nhất mình có thể là sẽ được chơi trong đội này. Ok, rồi chơi game thôi. Ok, bắt đầu chơi game thôi. Ôi giời, cái này là cái này trò nhất nhỉ rồi. Ui, sao có gì đâu. À, đây rồi, mình sẽ tự nhanh mà. Bên gì không? À đây, cửa đây, chị nô quá, chị không ăn hết thì em hộ chị nhá. Cảm ơn chị nhá. Cái đấy không tay đâu. Không có linh mà ăn nó không đánh chảy có cái phần ở ok mình sẽ xếp thì mình sẽ xếp thì không sao mình đi. Ok xếp rồi nha, mình sẽ đi xuống này. Tối cái gì à? Sao tối cái gì à? À đây cửa đây rồi, à, rất là đây rồi. Đây mình sẽ tìm mật khẩu, mình sẽ tìm có cái mật khẩu này, mình sẽ tìm xem số 5 này, 6 này, 2, 1, ok. Ok, đấy, ok, mình sẽ trở lại tiếp. Ôi giời ơi, rất là nó có này rồi, mình sẽ điện. Ôi, có đèn này, có đèn điện này, mình không có đèn đâu, mình có bằng gỗ đây, không sao, mình sẽ có bằng gỗ. Ôi, sao mà tối thế nhỉ, ôi. Để đèn không? À, cái đèn được rồi, ồ. Đây này, ồ, à đây, đây. Con người nhẹ to thật. Ôi giời ơi, sợ quá. Ok, mình sẽ đi tiếp. Xem nào. À đây. Ôi, cái này khóa rồi, ra mình sẽ đi để đi tìm, để lấy cái khóa xem nào. Tối thế nhỉ. Ôi, thế là khóa rồi, không sao. Cái này khóa rồi. Rồi xong, thế là khóa rồi, không sao, mình sẽ đi đi tìm tiếp. Xong rồi. À đây rồi, Rusty key, ok, mình sẽ đi tiếp. Xếp đi. Ui, sợ quá. Tao có thể xếp được. Rồi, ok. Mình xếp rồi, ok, mình sẽ đi tiếp, sao? À, chắc ở đây, rồi, ok. Rồi, ui, cái cầu thang này. Alo. Sao đi dưới không? Cái thang có cho bảo đi dưới à? Ủa, mình sẽ đi, cái này đi lên rồi. À, đi lên rồi. Ôi,
Ui, mình cầu thang rất là to luôn. Ui, không sao. Mình sẽ tìm cho. Đây ạ. À, chắc là đây rồi. Nhiều Karen này. Ui giời, nhiều Karen này. Không có gì mà không có. À, đây, 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 đây. Ố, cái thằng ở đây ấy. Ui, ui, mình đang cây. Ui, gì ấy. Ui, con spider, ui, chết rồi, chết rồi. Ui. Ok, mình bây giờ clip tôi sẽ tạm dừng đây. Nếu thích các bạn xin một like, một share và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha em nhé. Bây giờ xin chào, và hẹn gặp lại, mình sẽ làm clip tiếp theo. Bye bye.